Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bi Salmon. Hôm qua thì lúc mình đi ra vùng biển thì mình vô tình thấy ở dưới đáy biển có rất là nhiều hóa thạch á. Và mình đã đào về được một ít mẫu hóa thạch nè. Mình thấy bốn cái này nó có màu xem nhau nè. Cái này thì màu nó hơi lạ một xíu, nhưng mà bắt buộc rồi, mình phải phải thử thôi. Kiểu như là thử làm sạch rồi coi đây là mẫu hóa thạch của những loài Pokemon gì ha. Và để làm sạch được những cái hóa thạch này thì mình cần phải có những cái máy chuyên dụng trước. Để bây giờ mình sẽ chế tạo thêm những cái fossil machine. Lần trước thì mình đã từng chế tạo rồi, nhưng mà mình không dùng nó để rửa hóa thạch á. Lần này thì mới dùng nó để rửa hóa thạch nè. Mình sẽ cần một ít đồ, chẳng hạn như là redstone, aluminum và hắc diệm thạch ha. Mình sẽ làm từ những cái màn hình đi, làm hai cái màn hình. 2 3 ta. Ok 2 thôi, tại vì mình dự định sẽ làm ra hai cái fossil machine thôi à. Rồi thêm hai cái top nè. Hai cái ở phía dưới. Rồi thêm hai cái bình nước nữa. Ồ, thiếu nước à. Đây có nước luôn. Nước là mình phải dự trữ sẵn mới được, tại vì hay chế tạo mấy cái này nó cần nước á, nên phải dự trữ nước ha. Rồi, còn thiếu gì không? À, còn thiếu một cái để làm sạch nữa. Cái fossil cleaner đây, hai cái luôn. Xong, giờ thì làm ra hai cái fossil machine đã có thể bắt tay vô công việc kiểu như là hồi sinh mấy Pokemon rồi. Đây. Chờ cho. Ố, nó còn có một cái fossil display nè. Ồ. Hay vậy. Đâu mình sẽ làm thử cái fossil display coi. Ồ, nó cần bắt buộc là lên tím mới chịu à. Ơ kìa, khó vậy. À, siêu tính nè, cái đó là siêu tính. Rồi, giờ trước mắt thì mình sẽ đặt vô phòng thí nghiệm của mình hai cái máy này mới chế tạo nè. Bên này thì mình sẽ để fossil machine. Wow, nhìn đúng đẹp luôn ha. Bên này thì mình sẽ để fossil cleaner. Đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu với bước làm sạch hóa thạch trước đi. Đây, mình sẽ cho hóa thạch vô để cho nó làm sạch ha. Wow. Nó đang xoay để làm sạch hóa thạch kìa. Không biết đây là hóa thạch của Pokemon gì đây. Ôi, chắc mình phải làm thêm mấy cái cleaner quá. Hai cái sợ làm nó bị lâu á. Rồi, xong rồi nè. Ồ, tính ra cũng không lâu lắm đâu. Cũng khá là nhanh đó. Rồi, tranh thủ cho thêm hai cái này nữa. Ờ, và khi làm sạch thì mình sẽ biết được tên của hóa thạch này là của Pokemon nào. Chẳng hạn như đây là hóa thạch của Amora nè. Wow. Còn đây là hóa thạch của Tyrant. Ghê vậy. Đây là hóa thạch của em nào đây? Coi thử coi. Đây là hóa thạch của Archen. Ê, Archen nghe quen vậy ta. Ồ, Archen. À, Archen là cái em chim này nè. Ồ, thì ra mình tìm đúng hóa thạch của ẻm. Ok, cái này thì bỏ vô trong này đi. Đây là hóa thạch của Dino. Ủa, Dino sao giống tên khủng long vậy ta. Đây là hóa thạch của Aerodacty. Ồ, giờ chắc mình sẽ cho thử em nào trước nha. Dino đi, Dino có vẻ lạ nè. Ơi, nó không chạy. Ủa, cái hóa thạch Dino này bị làm sao rồi? Mình đưa vô máy nó không có chạy. Vậy mình thử Tyrant coi. Nè, Tyrant đưa vô thì chạy, nhưng mà của Dino thì nó không chạy. Ủa, mẫu hóa thạch này bị làm sao à? Nó không có chỉ dẫn bước tiếp theo để mình làm gì với cái hóa thạch này hết. Ui, khó vậy. Để mình ra mình search Google thử coi cái hóa thạch Dino này là như thế nào. À, sau vài đường search Google thì mình biết rồi. Cái hóa thạch Dino này mình sẽ dùng nó kết hợp với những cái hóa thạch, chẳng hạn như là hóa thạch chim nè, hoặc là hóa thạch cá ha. Đâu hóa thạch cá đâu. Kiếm hóa thạch cá coi. Ủa, không có hóa thạch cá à. Đây hóa thạch cá nè. Thì mình sẽ tạo ra được một em Pokemon mới ha. À, kiểu như mình kết hợp nhiều hóa thạch lại với nhau vậy á. Còn mấy cái mẫu hóa thạch chẳng hạn như của Tyrant, của cái em này bên này quên mất tiêu tên rồi, thì chỉ cần đưa vô là nó tạo ra liền được à. Ui, nè, mình đã thấy hình dạng của Tyrant rồi nè. Quá đã luôn.
thấy Pokemon rồi, trong này thì sao? Em này cũng bắt đầu thấy hình dạng rồi nè. Những em hóa thạch cổ, ôi những em Pokemon cổ đại á. Cuối cùng mình giúp sở hữu thêm những em mới rồi. Lúc trước thì đa số thì mình có được là từ việc mở trứng á, còn bây giờ mình có thể tự tạo ra luôn. A few moments later. Và chuẩn bị sống phía rồi. Wow, Tyrant này. Em khủng long này nhìn hơi bị chất luôn á. Để em vô cái Ultra Ball nha. Còn em bên này thì cũng gần xong rồi nè. Cho em vô Ultra Ball luôn. Lấy ra. Lấy ra. Vậy là xong. Wow, thích nha, thích nha. Đưa 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 em vô, đưa em vô coi. Đầu tiên là Tyrant nè. Đấy. Tyrant hiện tại thì mới cấp 1 à. Còn rất là bé luôn á. Phải gán luyện cho em lên cấp mới được. Em là một Pokemon thuộc hệ rồng, cũng như là hệ hệ đất ha. Nhìn khá là giống khủng long luôn á. Còn em Amora thì thuộc hệ, cũng là hệ đá luôn á. Nhưng mà kèm theo đó là hệ băng nữa cơ. Vậy là mình lại có thêm một Pokemon hệ băng trong đội hình rồi. Quá đã luôn. Ố, lần trước mình có mấy cục kẹo á. Chưa, để mình đi kiếm kẹo. Mình còn nhiều kẹo lắm. Kẹo. Đây. Ủa? Đâu hết rồi? À đây nè, kẹo bên này. Mấy em đừng lo, ra đây anh cho ăn kẹo nè. Cho mau lớn nha. Cho Tyrant ăn trước đi. Rồi. Vậy là sau khi ăn hết đống kẹo mà mình có thì hai em này vẫn chưa có đủ cấp để tiến hóa ha. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng đi đào thêm thật là nhiều hóa thạch, tại vì trong này còn rất là nhiều Pokemon hóa thạch khác mà mình chưa có tìm ra hóa thạch nè. Phải cố gắng nha. Rồi, đóng phòng thí nghiệm lại. Đóng cửa nhà lại. Để đi làm một công chuyện khác. Bữa nay thì mình sẽ có cái ý định là sử dụng tiếp cái cây Super Rod này để mình câu, nhưng mà không phải là câu Reninja nữa. Mình sẽ chuyển sang câu những cái mảnh này nè. Đây, mảnh Red Orb. Mình cần cỡ đâu đó là 10 mảnh hay sao á. 10 mảnh Red Orb này để chúng ta tạo ra cái viên Red Orb và biến cho em Pokemon Raiden của mình trở về hình dạng nguyên thủy ha. Trời ơi, nhắc tới em Raiden mà là không thể bỏ qua cái hình dạng nguyên thủy của em. Đây nè. Quá là ghê gớm luôn. Em mà về dạng này là hơi bị chất và mạnh đấy. Có thêm hệ lửa nữa. Rất là thích luôn á. Rồi, đó là mục tiêu của mình trong ngày hôm nay. Còn trên đường đi thì chúng ta hy vọng là sẽ gặp được những cái kiểu như là cái chỗ đánh boss á, mấy cái chỗ này nè. Nhưng mà nó còn cột phát sáng lên cơ, vì mình vừa cập nhật phiên bản mới rồi. Mấy cái chỗ đó nó đã thêm cái chức năng là mình có thể có thêm đồ nè. Đồng thời nếu mà mình có bóng chứa thì mình còn có thể thu phục Pokemon trong đó cơ. Khá là hay luôn đó. Ví dụ như mình gặp mấy ngôi đền đánh boss mà có Legendary xuất hiện á, thì mình bắt luôn Legendary. Trời ơi, hợp lý luôn. Đây, chỗ đầu tiên nè. Đây là chỗ của em Gabai thì phải. Một sao à. Để mình lấy thử một cái quả Ultra Ball ra làm demo ha. Rồi, vô, Reninja. Chiến với Gabai một sao nè. Một sao thì mình nghĩ sẽ dễ đánh cũng như là dễ thu phục hơn á. Rồi, nhưng mà em cũng Dynamax đồ ghê gớm quá ta. Ghê phết đấy. Sao? Đó, mình sẽ được một cái một ít đồ bên này nè. Boss một sao thì cho không nhiều đồ lắm. Và mình còn có thể bắt. Đây, mình sẽ bắt bằng Ultra Ball ha. Rồi, lần đầu bắt, coi như nào đây. Trời ơi. Một sao mà bắt còn không xong nữa. Nhân phẩm của mình bèo thiệt luôn. Rồi, và cũng được một ít đòn ha. Khá là hay đó. Ui, vậy là sắp tới chắc mình phải đi cày Master Ball rồi. Kiếm boss cấp cao quýnh để tìm Master Ball thôi. Chứ gặp Legendary mà bắt bằng mấy cái bóng đó sao mà bắt dính được. Ui, ở đây có thanh niên trainer nhìn chất vậy. Chất chơi người dơi đấy. Vô, mình sẽ luyện cho Tyrant ha. Vô. Hơi ghê nha. Đánh với em Pokemon thầy độc. Ồ, chưa gì đã đổi Pokemon rồi. À, này thì đổi Pokemon hả? Này thì đổi Pokemon nè. Hết đổi nha, hết có đổi Pokemon nha. Giờ thì tới lượt của em Amora đi.
trong một trận chiến thì mình có thể luyện được nhiều Pokemon luôn á, là hợp lý nè. Ô, đây là dạng tiến hóa của Salandit luôn. Ghê ghê. Mình muốn có em này mà chưa có được nè. Vậy thì mình sẽ quýnh cho bỏ ghét luôn. Tấn công đi, à mau ra. Rồi. Dạ Tyrant của mình hình như đang tiến hóa kìa. Chính xác luôn. Em đã chịu tiến hóa rồi. Rồi, bởi kìa. U là trời. To chưa? Wow, tiến hóa lên, thay đổi 180 độ luôn. Tyrant Trum. Ngầu thiệt. Em có râu luôn rồi. Chưa gì mà em có râu rồi. Ghê gớm chưa? Wow, và Tyrant Trum thì có nhiều dạng không? À, em chỉ có dạng thường với dạng shiny à, không nhiều dạng lắm ha. Thôi, em tiến hóa thì mình cũng mừng rồi. Giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp nè. Ủa nãy mình nói làm gì ta? À, đi câu mảnh tiến hóa cho Raiden, quên. Đi vòng một hồi quên mất cái nhiệm vụ chính á. À, nhưng mà muốn câu được á thì mình phải có những cái hồ nhung nham cơ. Cái mảnh đó nó có trong cái hồ nhung nham á. Mà sa mạc thì kiếm hồ nhung nham chắc cũng không khó lắm đâu. Đi tìm thử một xíu ha. Coi. Ôi, đây là Pokemon thường à. Được, vô tiếp. Giờ tới lượt Amora đi ha. Rồi, chiến thắng Yamask rồi nè. Ủa, lần này thì mình không bắt được. Ồ, có vẻ là chỉ trong bốn người đánh boss đó thì chỉ có một người bắt được thôi. Và người đó không phải là mình rồi. Tiếc quá à. Sugana vậy. Thôi không sao, lần sau thì hy vọng chúng ta sẽ may mắn hơn á. Rồi, đây là ai đây? Trainer nữa à. Ủa sao gặp trainer hoài vậy? Ê! Ồ! Ở đây tự nhiên bị cháy, chắc là có hồ nhung nham hay sao này? Đúng không? Ừ đúng luôn! Ở đây có cái hồ nhung nham! Được ta! Chưa, trước khi lại cái hồ nhung nham đó mình coi đây là... Ủa? Đây là Pokemon gì mà nhìn lạ vậy ta? Ui! Đây là Pokemon gì á, nhìn lạ lắm! Được! Vô chiến đấu thử thôi! 4 sao luôn. Căng rồi, lần này mình phải kiếm một em nào gánh tem được. Raiden. Vô Raiden ơi. À, đây là Gigalith. Uầy, nhìn chiến vậy. Được ấy. Mình sẽ gán chinh phục Gigalith ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ thử bắt bằng Ultra Ball coi. Không biết là Ultra Ball bắt mấy em này có si nhê không á. Hay là một xíu mình thử đổi món chứa khác nha. Nãy giờ dùng Ultra Ball mà thấy không hiệu quả gì trơn à. Rồi, mình đã chiến thắng được Gigalith 4 sao rồi nha. Được cái đóng đồ luôn. Và... Oh no. Bây giờ ngồi câu cũng là cả vấn đề nè. Hình như là khi mình câu vẫn phải hiện lên 3 dấu chấm á, thì mới câu dính được cái mảnh Red Orb cơ. Nên cũng hơi mất thời gian đấy. Nhưng mà không sao, mình đã quen với việc chờ đợi rồi. Nope. Trời đất ơi, tôi cần là cái mảnh Red Orb mà. Cho mình cái cục đá mịn làm gì. Cay thế nhờ. Xin đây. Có rồi. Cuối cùng thì cũng được một mảnh rồi ha. Hơi bị lâu quá nha. 2000 years later. Thôi, xong nhiệm vụ rồi. Té thôi. Mệt mỏi thiệt sự. Raiden ơi, cuối cùng thì ngày này cũng tới rồi em ơi. Mình sẽ kêu Raiden ra sẵn ha. Đây. Rồi đây, đợi anh xíu để anh chế tạo cái viên đá Omega cho em. Bây giờ mình sẽ lắp những cái mảnh vô cho cái viên đá ha. Khi mà lắp đầy thì viên đá sẽ phát sáng lên. Và chúng ta có thể đập ra rồi. Tên tên. Raiden, hãy đón nhận. Đón nhận viên đá đi. Rồi, em đã trang bị rồi. Giờ thì... Chuẩn bị. Raiden sẽ trở về hình dạng nguyên thủy nè. Đây rồi. Quá dữ luôn. Wow, giờ thì chắc đi đánh boss nha. Được, đi, cùng nhau đi đánh boss thôi.
Bữa nay thêm một em hơi bị chiến về đội rồi. Coi coi đây là... Ồ, đây là Pokemon thường thôi. Ồ, nhưng mà cấp 4 sao lận nha. Ồ, thấy vậy chứ không phải vậy đâu, 4 sao lận. Nhưng mà không sao, mình có Raudan nguyên thủy mà sợ gì. Zuzu, thử coi, Raudan nguyên thủy có gánh tem nổi hay không. Wow, đây là... Đây là một em kiểu như là sao ta? Em option á. Nhưng mà hơi bị khủng luôn. Được, option chứ gì, mình sẽ đánh option bằng cú đấm của Raudan. Tấn công đi em. Đó. Nửa cây máu liền. Đừng có đùa. Ui nhưng mà công nhận em option này đẹp thiệt ha. Không biết em này ở vùng nào ta, nhìn đẹp vậy. Hôm nay đi mình không có gặp á, hơi bị đã nha. Thêm một đòn nữa nào Raudan. Trời ơi, đồng đội của mình Dynamax lên luôn rồi kìa. Gần chiến thắng rồi. Ê, chiến thắng luôn. Rất là nhanh chóng ha. Rồi, và mình sẽ được một mớ đồ. Cũng như là có cơ hội bắt cái em S. Ủa gì em option này. Em này thì dùng bóng nào vậy ta? Bây giờ buổi tối á, mình có nên dùng thử Deadpool không? Hồi nãy dùng Ultra Ball thấy không hiệu quả rồi. Deadpool thử nha. Liệu rằng ôi sao mình bắt toàn hộp không à, cay thế nhờ, số mình nhỏ thế. Nãy giờ gặp mấy cái chỗ đánh boss đó toàn là bắt hộp thôi. Wow, thiệt sự ấy chứ. Ở đây có em Bodore nè. À vậy là em này khi tiến hóa là sẽ trở thành Gigalith á. Đẹp đấy. Được á. À, mình sẽ bắt em này luôn. Thử nào. Level Ball nhá. Raudan đang gác cấp cái em này nè, nên chắc dùng Level Ball là hợp lý nè. Thử coi. Lần này thì chắc sẽ ok á. Chịu đi, Raudan hơi bị nóng á nha. Em làm sao đó làm. Đừng để Raudan ra tay nha. Đấy, mình phải dọa đi. Dọa là chịu về đội liền á chứ. Chắc mình sẽ đi dạo thêm một vòng nữa. Mình kiếm coi có em Pokemon nào xuất hiện trong mấy chỗ đánh boss không. Đây thêm một cái chỗ đánh boss này. U lần này là boss gì mà nhìn to thế. Boss 4 sao luôn. Uầy, boss này có vẻ mình dùng Heavy Ball hợp lý nè. Thử nha. Giờ đánh boss 4 sao thử coi. Nãy giờ thì mình chưa có bắt được bất kỳ một em Pokemon nào luôn á. Lạ gì ta, nhân phẩm của mình kỳ vậy. Hay là tại boss nên thành thử ra rất là khó bắt nha. Cũng có thể lắm á. Rồi, chiến thắng rồi. Wow. Có bắt được hay không đây, Heavy Ball. Ôi, sao không bắt được. Ok. Không cho mình bắt à. No. Kỳ á. Người ta có bóng chứa mà không cho người ta bắt. Kỳ cục kẹo ghê luôn. Ừ, ở đây có cục gì vậy. Ghê á. Ủa cái vụ gì á. Hình như mình vừa thấy ảo giác hay sao. Rõ ràng mình thấy cái đe mà. Ui tôi xong rồi. Tác hại của việc ngồi câu cá quá 180 phút nó vậy đó. Xuất hiện ảo giác rồi. Rồi phía bên này thì có boss cấp epic luôn. Wow căng ngại. Không sao. Bữa nay mình có Raudan rồi có Reninja tùm lum mà sợ gì. Chơi thôi. Kết thúc trận chiến. Chúng ta sẽ có được viên Mega của Absol nè. Một viên đá dép hệ ma luôn hả? Hệ ma có em nào có kỹ năng hệ ma ta? Cái này chắc mình sẽ bỏ túi trước đi ha. Về nhà mình sẽ coi lại em nào có kỹ năng hệ ma thì mình sẽ cho em viên đá dép đó. Gắn vô xài cho nó mạnh. Rồi. Ui sao dùng này gặp nhiều shiny vậy? Gặp vừa gặp ma chớp mà vừa gặp cái em Raveler shiny luôn kìa. Chưa có bữa nào mà mình bắt Pokemon nó thất bại như bữa nay luôn á. Thử biết bao nhiêu chỗ này rồi mà mình chưa bắt được bất kỳ một em nào luôn. Bây giờ em này có một sao thôi nè. Mà bắt không được nữa thì thôi luôn á. Em gấu. Cho anh bắt đi. Chứ nãy giờ anh quê quá, anh bắt không được em nào hết á. Rồi, em này thì có một sao thôi. Nên chắc mình sẽ bắt em bằng Rayborn đi. Vẫn không bắt được này. Kỳ giá. Giờ
Thiệt luôn á, hình như mình bắt hoài không được kiếp. Hết cho mình bắt luôn hay sao vậy? Ok. Ui, cầm chật mới này cho làm cho mình kiểu như bị xiên đi tìm mấy cái chỗ đánh boss như vậy á. Nhưng mà nó khó bắt quá đi. Hay là bóng chứa mình không phải là bóng chuyên dụng để bắt ta. Ồ, lần này mình đánh với Pokemon hình như cũng là Pokemon hóa thạch cổ đại nè. Ai chà chà, căng ấy. Căng phế đấy. Nhưng không sao, mình có thể quánh nhanh cúp gọn được trận chiến này thôi. Rồi, cho bắt không? Level 4. Trời ơi. Đập luôn. Nóng rồi. Tính nóng như kem mà cứ để người ta nóng thôi. Sao kỳ vậy? Xin đây. Chắc mình phải học một cái khóa bắt Pokemon trong mấy cái chỗ ngồi đền đến boss này rồi. Chứ bắt gì một hồi ha, tức chết đấy. Bắt hoài bắt mãi mà chả được em nào hết. Từ 1 sao cho tới 5 sao thì chưa được một em nào luôn. Thằng ngôi em này hình như là Ditto hay sao nè. Hình như ẻm đấy. Cái tướng này chỉ có Ditto thôi. Nghi lắm. Vô thử nha, có phải ẻm không? Mà 5 sao nha, đừng đùa. Chính xác rồi. Đây chính là Ditto 5 sao nha. Đừng có đùa. Nhưng không sao. Đụng. Ôi. Bắt trước đồng đội kìa. Ditto đã biến thành cái em mỏ neo rồi. Rồi. Quánh nhanh giúp gọn Ditto nè. Ủa gì là boss trong đây có bắt được không trời? Hay là lừa mình ta, dụ mình tung bóng chứa để cho mình mất quả bóng chứa ta. Mình bắt đầu mình nghi ngờ mấy cái chỗ bắt đánh boss này đấy. Như là hơi lừa đấy. Để mình xíu mình thử lại thêm một lần nữa được. Không sao. Cái gì chứ, mình còn nhiều bóng lắm, yên tâm. Rồi, kết thúc trận chiến nào. Vậy Ditto trâu vết nha. Biến thành cái Pokemon mỏ neo xong. Trâu vết đấy. Rồi. Đây là boss 5 sao, thành thử ra đồ cho cũng tương đối nhiều ha. Nhưng mà quan trọng hơn là có bắt được hay không nè. Mình có quả Carbon nhưng mà mình không muốn bắt bằng quả này kiểu bị phí á. Mình sẽ thử bằng Deadbon đi, đang buổi tối với lại chỗ này cũng tối thui à. Thử Deadbon nha. Chịu đi. Vẫn là bể bóng. À không, bể bóng chứa mình nói thiếu. Bể bóng chứa. Cay thế nhờ. Không được, bình tĩnh làm sao, chuyện đâu còn nữa đó, chắc đang thử thách mình đó mà. Một xíu gặp cái chỗ Legendary là mình bắt bằng cái quả Backbone luôn, cho xem. Ố? Đây là... Ồ, mình vô tình phát hiện ra dưới này cũng có thêm một cái chỗ để mình đánh nhau với chim điện nè. Cái em Zapdos lần trước á. Hay nha. Vậy là có cơ hội đánh nhau với Zapdos một lần nữa rồi. Được á. Rồi giờ thì mình sẽ tranh thủ mình xơi luôn em boss Scizor này coi. Metacross. Em cho mình một cái trứng may mắn gì luôn kìa. Cái này mình sẽ gắn vô cho Mewtwo đi. Mega, viên Mega của Scizor thì để đó nè. Metacross thì sẽ tăng sức mạnh cho kỹ năng hệ thép hả? Giữ luôn, cũng khá là hữu dụng á. A few moments later. Lần này đi. Lần đầu bắt được Pokemon trong cái đen này. Yay. Nè, mình bắt được nè. À, vậy là vẫn bắt được nha các bạn. Nhưng mà tỷ lệ nó rất là thấp luôn. Gặp mấy cái người mà nhân phẩm bị âm như mình thì bắt tầm mười mấy hai chục cái là chắc sẽ được một em đấy. Mình đùa, nhưng mà bắt thì hơi khó nha. Mình phải công nhận một điều là bắt trong đó rất là khó luôn. Nên mình bắt được một em Abra này thì mình cũng khá là vui rồi. Kiểu như có động lực để bắt tiếp á. Chứ đi mãi mà không có bắt được Pokemon nào thì cũng hơi buồn á. Rồi nha, biết rồi, có động lực rồi. Lần sau thì mình sẽ thử sức với những cái
chỗ boss mà nhiều sao hơn chẳng hạn. Hợp lý phết. Vô luôn. Lần này sẽ thử thách với boss 4 sao thêm một lần nữa ha. Mình đã thất bại rất là nhiều trước những boss 4 sao rồi, nên giờ thì cũng không có quá là xa lạ đâu. Vô, lửa đánh với lửa. Để coi chúng ta có bắt được Delphos hay không nha. Chiến thắng thì mình nghĩ sẽ chiến thắng được đó, còn có bắt được hay không là một câu chuyện rất là xa nữa. Vì đây là boss 4 sao lận nên mình sẽ thử dùng... Nope. Quá khó bắt luôn á. Giờ chắc chuyển sang đi cày Master Ball thôi. Quyết tâm rồi. Master Ball hoặc là Park Ball đều được ha. Chứ bây giờ mình có hai quả Park Ball, mình muốn dành cho một em nào thiệt là xịn cơ. Chứ mình bắt rồi mà muốn gặp mấy em xịn không còn bóng để bắt á, thì lúc đó còn tiếc hơn ấy. Vì em này có cái thuộc tính hệ bọ nên mình đã chuẩn bị sẵn một quả Net Ball rồi. Một xíu mình sẽ thử tung Net Ball bắt ha. Coi có bắt được em này hay không. Mình phải kiểu như là ưu tiên cái hệ để bắt á, thì chắc sẽ dễ bắt hơn ấy. Mình nghĩ vậy. Thử nha. Đây, lần đầu mình dùng Net Ball để bắt boss nè. Rồi. Ô, lộn cái này là Dead Ball mà. Net Ball đâu? Đây, Net Ball đây. Về đội em đi. Em rết ơi. Chịu không? Chịu nè. Mình biết cách rồi. Mình đã hiểu cách bắt rồi. Yay. Mình đã có thêm được một em rết hệ lửa. Và hệ bọ khá là xịn nè. Hi. Thích nha. Đây mình sẽ đưa em thay thế cho Charizard đi. Úi giời. Có được bài học đầu tiên rồi. Quá đã luôn. Ủa hồi nãy mình thấy ở đây có boss đâu mất rồi. Hồi nãy có boss spawn ngoài tự nhiên mà. Ồ chắc biến mất rồi. Kiểu mình quýnh nhau lâu quá, boss cũng đi mất luôn. Wow, vậy là cái bóng, mình phải chọn bóng phù hợp với Pokemon mình định bắt cơ. Em này hệ điện hả? Cái coi em này thì dùng bóng gì sẽ hợp lý ta? Ultra Ball. Được hay không đây? Ôi, chưa gì đã. Vậy là mình chỉ mới có được Net Ball là bắt mấy em hãy bỏ thôi. Còn mấy em hãy khác thì mình phải suy nghĩ và chế tạo mấy bóng chứa khác rồi. Net Ball này thì mình thấy cũng không hiệu quả lắm. Dead Ball cũng không luôn. Ồ, và hôm rồi đi thì cuối cùng mình cũng gặp thêm được một cái hội quán thôi. Ồ, và lần này thì hội quán này có vẻ là hội quán nước thì phải. Mình sẽ cưỡi Rayquaza để bay lên trên đó, đánh nhau với chủ hội quán luôn cho tiện ha. Ui, trời, chủ hội quán mặc bikini. Rồi sao tập trung đánh được. Đùa ấy. Rồi, giờ mình sẽ thay thế đội hình một xíu ha. Mình sẽ đưa những em cấp 100 hết vô quánh nhau với chủ hội quán boss này mới được. Rồi, đề 3 thì chắc mình sẽ cho Greninja thử. Tại vì nếu Greninja đánh bại được đối thủ thì sẽ có thể biến thành Ash Greninja và gánh tem cực mạnh á. Được không? Ôi. Không ăn thua rồi. Cố lên, Spectre. Cấu rỉa máu đi. Cơ hội đấy, một đòn nữa thôi là chúng ta sẽ gần chạm tới chiến thắng rồi. Cố lên. Hay quá. Hình như chỗ hội quán này chỉ còn đúng một em duy nhất thôi. Cố lên. Ui, Spectre có chỉ số tốc độ cao á nên rỉa máu trước được nè. Rồi, thành viên cuối cùng Greninja. Chiến thuật này mình đã đổi lại rồi, mình cho Greninja ra trận cuối cùng á. Để coi có kết liễu được cái em Warren này hay không á. Hồi hộp á. Đâu quyết định. Ui không. Chưa thắng nổi. Đây rồi. Ôi, vẫn còn à. Vẫn còn một thanh niên Slow Bro. Rồi luôn, mình sợ nhất thanh niên này nè. Hồi nãy thanh niên này quan sát Rayquaza của mình. Điều mình sợ nhất cũng đã đối diện rồi. Chịu nổi không Greninja? Ừ, đánh hụt. Tàn đời rồi. Slow Bro. Goodbye, no see you again. Yay. Vậy là chúng ta đã chiến thắng chủ hội quán nước này rồi ha. Và chúng ta sẽ nhận được một cái huy hiệu hội quán nè. Cũng như một đĩa kỹ năng Green. Ok. Ok, cảm ơn chủ hội quán vì cái huy hiệu này nhá. Ôi nhưng mà sao chủ hội quán này không cho mình nhìn mặt ta. Trời ơi, chủ hội quán này để máy chéo nè. Ngầu vậy. Tụi mình cứ tưởng đây là một em gái xinh tươi, kiểu như cute for my wear, nhưng không.
Đây là một chỗ hồi quán nhìn cực kỳ cool ngầu luôn á. Để quả mái chéo đã thấy hơi bị chất chơi rồi đấy. Được được. Rồi, giờ thì mình sẽ tiếp tục khám phá xung quanh cái chỗ hội quán coi. Mình thấy có một cái kim tự tháp nè. Không biết là kim tự tháp này mình khám phá chưa nữa. Ồ, chưa luôn. Ôi sao vô đây, tao tự nhiên mình nhớ lần trước mình cũng vô kim tự tháp cái mình về thành đường hàng không luôn á. Bây giờ phải cẩn thận nha. Chậm mà chắc. Về tới nhà mình còn gặp được một chỗ boss nữa. Ê. Ô, lần này là cái em này mình sở hữu rồi nè. Em này có tên là Pheromosa. Ồ, boss này là boss 5 sao luôn. Và đây là Pokemon Ultra Beast. Nên chắc mình có nên dùng bóng này không ta? À... mình sẽ thử bắt em này bằng cái quả Ultra Beast của mình ha. Mình đem Ultra Beast ra rồi. Ý, vô. Gán xúc em này mới được. 5 sao lận á. Có kêu chân dài chưa cơ? Được đấy. Ui, lần này đồng đội mình có cả Pikachu mà được Dynamax cơ. Ui, nhìn em Pikachu này cái tự nhiên mình cũng muốn có một em ghê á. Thôi, để sắp tới chúng ta cùng nhau đi tìm em á. Còn giờ tập trung chuyên môn nè. Lượm cục kẹo Pheromosa trước đi, tính tiếp. Với Pheromosa thì mình lại có tới hai lựa chọn cơ. Một là Beast Ball, hai là Net Ball. Nhưng mà sao giờ ta, khó lựa chọn quá. Mình sẽ thử Beast Ball nha. Được hay không đây? Dùng luôn. Nhắm mắt lại, không dám nhìn. 1 2 3. Được luôn. Yay. Chúng ta đã bắt được thêm một em nữa từ trong cái chỗ đánh boss rồi. Ui, em này thường thường thì chỉ gặp ở bên thế giới Ultra Beast á, nhưng mà sao tự nhiên bữa nay mình lại gặp ở bên thế giới thường ta? Vậy là bây giờ mình đã có tới tận 2 em Pheromosa luôn. Quá dữ. Này, các bạn coi đi, em nào chân dài hơn. Ồ, có vẻ các em mình mới bắt chân dài hơn nha. Wow, ghê. Như vậy, trong ngày hôm nay thì chúng ta đã đưa em Raiden của mình trở về dạng nguyên thủy cực kỳ mạnh và ngầu. Đồng thời, còn thử thách bản thân bằng cách đi bắt những em Pokemon trong những cái ngôi đền phát sáng á. Mình thấy bắt rất là khó nha. Mãi về sau mình mới bắt được một vài em á. Nên sắp tới chúng ta phải sẽ luyện tập nhiều hơn để có kinh nghiệm bắt Pokemon trong mấy chỗ đó ha. Mấy em đó hơi bị xịn nữa nha, đừng đùa. Mình còn tạo ra hai em Pokemon từ những mẫu hóa thạch nữa nè. Vậy là sắp tới chúng ta còn nghiên cứu thêm về hóa thạch để tạo ra những em còn lại nha. Còn khá là nhiều em có thể tạo ra từ hóa thạch ấy. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá tương đối vội thu á. Hy vọng những chuyến khám phá sau thì chúng ta sẽ thuận lợi và suôn sẻ hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.